Chào mừng em đã quay trở lại với kênh YouTube của TechZ. Galaxy A52 và Galaxy A72, hai chiếc máy được mệnh danh là ông hoàng doanh số ở trong giai đoạn tiếp theo khi mà máy được ra mắt, đang là những chiếc máy nhận được nhiều ý kiến từ những chuyên gia công nghệ cũng như cộng đồng mạng nhất về việc đấy là liệu tranh nhau với một cái khoảng giá dao động trong khoảng là 2 triệu đồng thì chúng ta có nhất thiết phải nâng cấp từ chiếc Galaxy A52 lên Galaxy A72 hay không. Vậy thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem liệu những cái sự khác biệt, những cái sự chênh lệch giữa hai phiên bản này có đáng để chúng ta phải bỏ tiền ra nâng cấp không nhé. Bắt đầu video nào. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem hai chiếc máy này sẽ có những cái điểm gì chênh lệch nhau. Và thứ nhất chúng ta mới kể đến đấy chính là về trọng lượng và cảm giác cầm nắm máy. Galaxy A52 sẽ đem đến cho chúng ta cảm giác cầm nắm máy nó thoải mái hơn vì nó có một trọng lượng nhẹ hơn. Chưa kể đến việc là kích thước tổng thể ở trên chiếc Galaxy A52 nó cũng sẽ nhỏ hơn đôi chút so với chiếc Galaxy A72. Điều này đồng nghĩa với việc là chúng ta hoàn toàn có thể cầm nắm máy một cách dễ dàng và thao tác một cách thoải mái bằng một tay. Còn đối với chiếc Galaxy A72 thì nó sẽ phù hợp hơn đối với những anh em nào muốn có một chiếc máy mà cầm máy nó có một cái trọng lượng nó khá nặng, cầm khá đầm tay, và kết hợp với đấy chúng ta sẽ có một kích thước màn hình lớn để có thể thao tác trong các tác vụ hàng ngày. Và điểm khác biệt thứ hai ở trên chiếc Galaxy A52 so với chiếc Galaxy A72 đấy chính là về hệ thống camera. Nhưng mình không muốn nói là toàn bộ hệ thống camera mà chúng ta sẽ chỉ có duy nhất một cảm biến có sự thay đổi. Thông số camera chính cũng như camera selfie thì gần như là y xì đúc, không có bất cứ một cái sự khác biệt nào ở đây cả. Cảm biến đo độ sâu trường ảnh ở trên chiếc Galaxy A52 đã được thay thế bằng một cảm biến tele 3x ở trên chiếc Galaxy A72. Điều này đồng nghĩa việc là xét về những cái tính năng vọc vạch thì Galaxy A72 sẽ có nhiều tính năng để sử dụng hơn. Còn lại khi mà chúng ta đi sâu hơn vào trong giao diện bên trong thì cả hai chiếc máy này sẽ không có bất kỳ những cái cắt giảm gì liên quan đến tính năng, tức là về giao diện thì Galaxy A52 có những cái gì thì Galaxy A72 cũng có cái đấy. Nó y xì đúc nhau nên không có quá nhiều sự chênh lệch ở đây. Và điểm chênh lệch cuối cùng giữa hai chiếc máy này chắc chắn phải đề cập đến đấy chính là về pin 4.500 mAh so với 5.000 mAh. Thực ra thì so sánh ở trên cả hai chiếc máy này về cái dung lượng pin thì nó là hơi khập khiễng, vì Galaxy A52 sẽ có những cái sự chênh lệch nhất định về kích thước màn hình so với chiếc Galaxy A72, mà chưa kể đến việc là chúng ta còn có tần số quét màn hình 90Hz ở trên cả hai chiếc máy này. Thế nên là để xét về thời lượng offscreen tổng thể thì chúng ta không thể nào có thể so sánh được chi tiết giữa hai chiếc máy này để xem là chiếc máy nào có được cái thời lượng sử dụng nó lâu và dài hơn. Thế nên theo như quan điểm cá nhân của mình thì cái sự chênh lệch này nó là hoàn toàn thể chấp nhận được giữa hai chiếc máy này. Vậy thì có một câu hỏi đặt ra ở đây, đấy là chúng ta sẽ có một cái sự chênh lệch nhau với mức giá lên tới 2 triệu đồng, trong khi chúng ta sẽ chỉ có những cái sự cắt giảm, những cái sự chênh lệch nó nhỏ nhẹ thế thôi. Thì có nhất thiết chúng ta phải bỏ tiền ra để sở hữu chiếc Galaxy A72 hay không? Câu trả lời của mình đấy là không. Mặc dù chúng ta có những cái sự chênh lệch với mức bộ nhớ RAM, khi mà Galaxy A52 mức bộ nhớ cơ bản là 4GB, còn Galaxy A72 thì chúng ta đã có 6GB RAM. Nhưng theo như quan điểm cá nhân của mình thì cái sự chênh lệch này là hoàn toàn không đáng kể đối với những người dùng cơ bản như chúng ta. Và chưa kể đến việc là những cái thông số khác liên quan đến bộ vi xử lý thì chúng ta đều có con chip Snapdragon 720G. Thông số camera chính cũng như camera selfie thì tương đồng nhau, tần số quét màn hình cũng gần như tương đồng nhau, và tấm nền mà máy sử dụng cũng tương đồng nhau luôn. Thế nên để mà xét về cái tính hợp lý khi mà chúng ta bỏ một cái khoản tiền ra như vậy thì mình cho rằng nó không được kinh tế cho lắm. Mà chưa kể đến việc Samsung cũng đang tự vấp vào chân mình khi chiếc Galaxy S20 FE đang có mức giá được cho là ngang bằng so với chiếc Galaxy A72. Thế nên là giữa một chiếc flagship cũ với nhiều tính năng nổi bật, với nhiều tính năng được cho là hiện đại nhất ở thời điểm mà máy ra mắt, với một chiếc máy cận cao cấp thì mình tin chắc chắn rằng những chiếc flagship nó sẽ có sức hút hơn so với những chiếc máy nằm trong phân khúc cận cao cấp. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là Galaxy A72 là một chiếc smartphone thừa thãi ở trong lineup Galaxy A năm nay. Và theo như quan điểm cá nhân của mình thì chiếc máy này nó sẽ là một chiếc smartphone chim mồi cho chiếc Galaxy A52. Mặc dù thông số của chiếc Galaxy A52 5G có thể thua thiệt so với chiếc Galaxy S20 FE 4G, nhưng hãy nhớ một điểm, đấy là chúng ta đang ở trong thời đại của 5G, và nếu như mà chúng ta muốn sử dụng công nghệ mạng nhanh nhất này thì chúng ta sẽ phải sử dụng những thiết bị có hỗ trợ công nghệ mạng đó. Thế nên Galaxy A52 5G sẽ giúp cho chúng ta có được một cái tốc độ xử lý nó nhanh hơn, tốc độ truy cập dữ liệu nhanh hơn so với chiếc Galaxy S20 FE, và nó sẽ phù hợp hơn đối với đại đa số người dùng chúng ta, chứ không nhất thiết là những người dùng mong muốn sở hữu những chiếc flagship cũ. Vậy thì để tổng kết lại, có lẽ ranh giới giữa Galaxy A52 và Galaxy A72 là không quá cần thiết để chúng ta bỏ một khoản tiền ra sở hữu. Nhưng theo quan điểm cá nhân của mình thì chính sách kinh doanh năm nay của Samsung thực sự rất thông minh khi họ muốn đánh chiếc Galaxy A72 5G là một chiếc smartphone chim mồi để người dùng chúng ta hướng đến những chiếc máy khác, ví dụ như chiếc Galaxy A52 5G chẳng hạn. Vậy thì anh em thấy sao về những luận điểm vừa rồi của mình thì hãy để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần comment. Và nếu như anh em cảm thấy video này hay thì hãy nhớ like, share cũng như nhớ subscribe kênh YouTube của TechZ, nhớ bấm chuông không bỏ lỡ những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video tiếp theo.